Trong chương mục chính luận ngày hôm nay TTV đặc biệt gửi đến quý vị bài viết toàn văn ý kiến về cải cách toàn diện để phát triển đất nước của nhiều tác giả. Đây là bài viết được công bố vào tháng 10 năm 2011 đã 9 năm trôi qua. Tuy nhiên, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và quý vị hãy tự nhận định lấy những vấn đề được nêu ra trong bài viết này có còn mang tính thời sự không, có còn chính xác với thực trạng của việt nam hôm nay hay không trước khi đi vào toàn văn ý kiến cải cách toàn diện để phát triển đất nước xin mời quý vị lắng nghe lời giới thiệu của tác giả nguyễn văn tuấn xin trân trọng giới thiệu đến quý vị vài ý kiến của chúng tôi về hiện tình đất nước và suy nghĩ về sự phát triển trong tương lai những ý kiến và suy nghĩ này đã được giáo sư trần văn thọ khởi xướng và soạn ra Lần đầu cách đây khoảng 3 tháng, tức là khoảng tháng 7 của năm 2011. Bản thảo đã qua rất nhiều lần bổ sung và chỉnh sửa để đi đến sự đồng thuận và dung hòa những khác biệt về quan điểm và cách nhìn giữa chúng tôi. Những ý kiến và suy nghĩ được trình bày trong bài này đã được gửi cho giới lãnh đạo trong Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Mới đây, một số báo cũng đề cập đến một số khía cạnh trong bản ý kiến của chúng tôi hôm nay chúng tôi chính thức công bố để chia sẻ cùng các bạn quan tâm xin nói ngay và nhấn mạnh rằng đây không phải là bản kiến nghị mà là một bản phân tích chúng tôi phân tích những diễn biến trong thời gian qua liên quan đến kinh tế đối ngoại giáo dục khoa học y tế và văn hóa từ những kết quả phân tích chúng tôi xác định một số nguyên nhân chủ yếu và phát biểu một số suy nghĩ về định hướng phát huy những thế mạnh và khắc phục những yếu kém trong tương lai nhằm đưa đất nước tiến vào một thời kỳ phát triển mới cố nhiên những lĩnh vực chúng tôi chọn để phân tích và phát biểu có thể không đầy đủ hoặc những nhận xét của chúng tôi không có gì mới nhưng đây là một nỗ lực tập thể nhằm hệ thống hóa bổ sung và làm mới những gì mà các lãnh đạo đảng và nhà nước nhân sĩ và trí thức đã phát biểu trong quá khứ Chúng tôi nghĩ rằng là người Việt không ai mà không muốn đất nước của mình phát triển nhanh và bền vững. Nhưng nhìn qua các nước xung quanh có cùng văn hóa và điều kiện phát triển, chúng ta phải chặn lòng thú nhận rằng những thành tựu đạt được trong thời gian qua ở nước ta chưa tương xứng với tiềm năng của dân tộc và nhất là chưa tương xứng với sự hy sinh to lớn của hàng triệu người trong hai cuộc chiến vừa qua chúng tôi hy vọng rằng những phân tích và suy nghĩ trình bày trong bài này sẽ giúp cho mỗi người chúng ta nhìn lại để nói như lời kết của bản ý kiến là mở ra con đường mới để dân tộc tiến nhanh về phía trước để đất nước phát triển nhanh chóng giàu mạnh và tự chủ nguyễn văn tuấn ý kiến cải cách toàn diện để phát triển đất nước gồm có các tác giả hồ tú bảo Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Xính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Im. Thưa quý vị, ngoài phần tóm tắt dẫn dắt, nội dung chính bao gồm là phần mở đầu, Việt Nam nhìn từ thế giới bên ngoài, Việt Nam hiện nay thực trạng và nguyên nhân cải cách vì một nước Việt Nam giàu mạnh và tự chủ và sau đó là phần kết luận. Toàn văn ý kiến này khá dài nên TTV xin phép được chia sẻ làm 3 kỳ liên tiếp. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần 1 của ý kiến cải cách toàn diện để phát triển đất nước. Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Theo dõi những diễn tiến của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, chúng tôi thật sự lo âu về tương lai của đất nước bản ý kiến này không nêu lại những thành tựu việt nam đã đạt được mà tập trung vào vấn đề nội lực việt nam đang suy yếu kinh tế bấp binh giáo dục và y tế xuống cấp khoa học và công nghệ non yếu đạo đức xã hội suy thoái tham nhũng tràn lan bộ máy nhà nước nhiều bất cập trong lúc đó kinh tế ngày càng lệ thuộc vào trung quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương bắc ngày càng rõ nét Năm 2008 là năm mà lần đầu tiên thu nhập của người Việt Nam vượt qua ngưỡng 1.000 Mỹ Kim, thoát ra được cái vị trí của nước thu nhập thấp. Nhưng ta đã mất gần 35 năm kể từ khi đất nước thống nhất. Nếu kể từ khi đổi mới, cũng gần một thế hệ mới đạt được thành quả còn khiêm tốn này. Trong cùng thời gian đó, nhiều nước ở châu Á đã đạt thành quả được cả thế giới ngưỡng mộ đó so với các nước trong vùng và trên thế giới có cùng điều kiện phát triển trước đây nước ta hiện nay vẫn còn ở vị trí rất thấp trong hầu hết mọi lĩnh vực từ kinh tế giáo dục đến khoa học mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh mà đảng cộng sản việt nam đề ra vẫn còn rất xa Hiện nay chưa có dấu hiệu cho thấy Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Và thưa quý vị, quý vị hãy tự nhận định bây giờ chúng ta đang ở thời điểm của năm 2020 và Việt Nam chúng ta đã trở thành một nước công nghiệp hiện đại hay chưa? Khi phân tích vấn đề, chúng tôi thấy có hai nguyên nhân sâu xa liên quan đến thể chế nói chung và cơ chế tuyển chọn người lãnh đạo và quản lý nhà nước nói riêng. Thứ nhất, thể chế còn thiếu dân chủ. Có thể nói rằng thể chế hiện nay là di sản của thời chiến tranh, bao cấp và chủ nghĩa xã hội kiểu Lenin-Stalin với đặc điểm cơ bản là hạn chế dân chủ, hạn chế tự do tư tưởng, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Hệ quả là xã hội suy giảm tính năng động và hiệu quả, hạn chế sáng tạo trong khoa học và giáo dục, không chống được suy thoái giá trị đạo đức và văn hóa, bất công và cách biệt xã hội thì tăng lên và không khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển chế độ tiền lương bất hợp lý trong cơ chế xin cho đã đẩy nhiều công chức vào con đường tham nhũng và làm cho nhiều nhà giáo bác sĩ nhà khoa học không chuyên tâm với nghề nghiệp và không giữ được đức tính cao đẹp vốn có từ xưa hoàn toàn đáng lo ngại khi thể chế hiện nay đang hạn chế sức mạnh của đất nước và làm lung lay nền tảng của xã hội thứ hai là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất trong thành phần lãnh đạo đất nước chưa có nhiều người tài giỏi bản lĩnh chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính từ trung ương đến địa phương nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành một vấn nạn nhức nhối việc lợi dụng vị trí công quyền để trục lợi cá nhân đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều cán bộ nhà nước theo chúng tôi, phải có một cuộc cải cách mang tính cách mạng về thể chế mới giải quyết được hai vấn đề này. Chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm này trước hết thuộc về đảng cầm quyền và trên thực tế hiện nay cũng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đảm nhận được vai trò này. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét thực hiện 8 điểm sau đây. Điểm thứ nhất, kiên quyết xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền không có ai và tổ chức nào đứng trên và đứng ngoài pháp luật để thực hiện được điều này cần triệt để tôn trọng hiến pháp và đảm bảo sự thực thi hiến pháp theo tinh thần hiến pháp là trên hết đồng thời cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cần có hệ thống tòa án độc lập để chế tài được các hành vi lạm dụng quyền hành tham nhũng làm giàu bất chính và ức hiếp dân chúng triệt để dân chủ hóa đúng như mục tiêu mà hiến pháp đã đề ra Đảng cần chứng minh bằng hành động thực tế rằng đó không phải là khẩu hiệu mà chính là thao thức thường xuyên của lãnh đạo của các cơ quan công quyền. Để thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp lý hiện nay, cần thực sự triển khai và áp dụng nội dung của Hiến pháp. Trước hết, phải thật sự tôn trọng các quyền mà Hiến pháp đã ghi rõ, đặc biệt là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và được quyền lập hội, quyền biểu tình trong khuôn khổ pháp luật, và quyền bình đẳng trước pháp luật pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do của người này không xâm phạm đến quyền tự do của người khác chứ không phải nhằm hạn chế hoặc triệt tiêu tự do tất nhiên tự do cá nhân phải tôn trọng lợi ích tập thể nhưng không nên viện lợi ích tập thể với mục đích triệt tiêu tự do cụm từ theo quy định của pháp luật phải được hiểu trong tinh thần đó để các quyền được hiến pháp công nhận có giá trị thực sự chứ không phải chỉ có tính cách lý thuyết. Hiện nay không thiếu thí dụ luật được viết nhằm hạn chế quyền công dân được ghi trên hiến pháp. Thí dụ điển hình là luật bầu cử và quyết định 97. Luật bầu cử hạn chế quyền ứng cử của công dân vì đòi hỏi người tự ứng cử phải được mặt trận tổ quốc thông qua. Quyết định 97 của Thủ tướng nhằm hạn chế quyền phản biện chính sách của trí thức. Thật ra, tất cả các quyền của công dân đều đã nằm trong Hiến pháp Việt Nam, chỉ cần triển khai và thật sự áp dụng. Cần phải bảo đảm nền móng của dân chủ, đó là tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp đã ghi rõ cần đi vào thực chất với việc bảo đảm tính công khai và minh bạch của các hoạt động công quyền và quyền tranh luận của xã hội và công dân đối với những hoạt động đó. Những hạn chế cần thiết của tự do ngôn luận như các bí mật quốc gia, thuộc phạm vi hình sự hay bí mật kinh doanh đời tư của công dân thuộc phạm vi dân sự phải được ghi rõ trong các đạo luật được quốc hội thông qua chứ không phải là qua các nghị định quyết định của hành pháp điều thứ hai tiếp thu các tư tưởng tiến bộ nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh không nên tự ràng buộc vào một ý thức hệ duy nhất chủ tịch hồ chí minh nếu mà chỉ biết học thuyết Mác Lenin, không tiếp thu mọi tư tưởng tiến bộ của thế giới thì đã không viết được cái bản tuyên ngôn độc lập gói ghém những giá trị phổ quát của nhân loại. Mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là rất hợp lòng dân. Các hệ tư tưởng là công cụ nhằm giúp đạt được mục tiêu trên. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy một xã hội muốn phát triển cần có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, do đó cần phải thoát khỏi sự ràng buộc vào một ý thức hệ duy nhất. Ra khỏi sự ràng buộc vào ý thức hệ đó cũng sẽ cho thấy Việt Nam độc lập với Trung Quốc về mặt tư tưởng và đi trước Trung Quốc về cải cách thể chế. Và điều thứ ba, xây dựng một nhà nước vững mạnh bằng cách minh bạch hóa việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp thực hiện việc tuyển chọn công chức theo quy trình khách quan dựa trên khả năng cải cách chế độ tiền lương cho hợp lý nêu cao trách nhiệm cá nhân trong hệ thống công quyền tất cả công chức và người lãnh đạo trong hệ thống nhà nước phải chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ của mình không được ẩn náu dưới cái danh nghĩa trách nhiệm tập thể Cơ chế tập trung dân chủ khi đem áp dụng trong việc điều hành chính phủ đã bị nhiều người lợi dụng để bao biện cho cái thói vô trách nhiệm, ý lại, đổ lỗi cho tập thể, cơ hội, bè phái. Cha chung không ai khóc. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế tách bạch sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước để tránh sự trồng chéo, áp đặt, kém hiệu quả. Minh bạch hóa trong bổ nhiệm tất cả các chức vụ, kể cả vị trí cao cấp, tạo cơ chế công khai và dân chủ hóa để có thể tuyển chọn những nhà lãnh đạo tài đức và đáp ứng được đòi hỏi của dân tộc, được dân tin tưởng và được thế giới nể trọng. Không nên tiếp tục cái cách làm hiện nay là dàn xếp trong nội bộ của Đảng rồi đưa ra quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Những người đủ tài đức nhưng không phải là đảng viên cũng cần được xem xét bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Chính phủ Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng 8 cũng đã có phương châm này xây dựng bộ máy công chức làm việc có trách nhiệm và hiệu quả và có cơ chế tuyển chọn khách quan dựa trên tài năng chuyên môn hiệu suất của bộ máy công quyền là điều kiện tối cần thiết để kinh tế giáo dục văn hóa phát triển nhanh và lành mạnh cho nên việc tuyển chọn công chức phải dựa trên tiêu chí chuyên môn và đạo đức độc lập với quan điểm chính trị ở nhiều loại công việc cải cách chế độ tiền lương nhằm bảo đảm cho người công chức có thể sống bằng đồng lương của mình Công chức phải được bảo đảm sống bằng đồng lương để tập trung vào công việc. Chế độ tiền lương cần hợp lý và phù hợp với khả năng cống hiến thực của công chức để có thể thu hút được những người có khả năng nhất trong xã hội vào bộ máy công quyền. Đây là một trong những vấn đề cốt lõi cần đặt thành mục tiêu ưu tiên phải thực hiện ngay. Và điều thứ tư, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên hàng đầu là tạo công ăn việc làm và nhanh chóng cải cách việc điều hành và quản lý doanh nghiệp quốc doanh trong đó có các tập đoàn kinh tế về việc phát triển kinh tế tạo công an việc làm cho người lao động cần được đặt thành ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững và hướng tới toàn dụng lao động cần đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng ngày càng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và chú trọng phát triển nông thôn đề nghị lập một hội đồng tư vấn chiến lược phát triển để giúp chính phủ vạch ra chiến lược phát triển có trọng điểm không giàn trải và dẫm chân lên nhau kết hợp thỏa đáng lợi ích quốc gia và lợi ích vùng nhằm phát triển kinh tế có chất lượng. Hội đồng này tập trung những chuyên gia có trình độ, có chức năng xây dựng và giám sát việc thi hành chiến lược phát triển với đủ thẩm quyền và chế độ đãi ngộ thích hợp. Bộ phận này phải được đặt trên tất cả các bộ ngành liên quan tới lĩnh vực kinh tế, đứng đầu là Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Thường trực, có những chuyên viên tài năng, có cơ chế tiếp thu ý kiến của giới doanh nhân và trí thức. Bộ phận chuyên trách này sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc quyết định các dự án lớn trong quy hoạch phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng. Cải cách chế độ sở hữu ruộng đất và tạo cơ hội có việc làm ngoài nông nghiệp là hai trụ cột để nâng cao mức sống của người dân ở nông thôn. Cần có chiến lược về đất đai, quy hoạch rõ rệt các vùng chuyên canh nông nghiệp và vùng có thể phát triển công nghiệp. Cải cách để xác định rõ đâu là đất tư hữu và đâu là đất công hữu, tiến tới xóa bỏ hẳn cái chính sách coi đất đai là sở hữu toàn dân như hiện nay. Tự hữu hóa sẽ là cơ sở để giải quyết việc tập trung ruộng đất manh muốn hiện nay để thực hiện sản xuất lớn nông nghiệp và phục vụ công nghiệp hóa nông thôn. Mặt khác, như nhiều người đã chỉ ra, đất đai là một nguồn tham nhũng rất lớn, gây ra hàng ngàn vụ khiếu kiện của dân trong những năm qua. Tệ nạn này sẽ được hạn chế rất nhiều nếu người dân trên nguyên tắc được toàn quyền sở hữu thay vì chỉ có quyền sử dụng đất đai của mình. Cần xóa bỏ chế độ hộ khẩu để người dân khi đến đô thị làm việc có thể yên tâm với cuộc sống ở đó và không cần giữ lại quyền sử dụng đất ở nông thôn. Cần nhanh chóng cải cách việc điều hành và quản lý doanh nghiệp quốc doanh, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế. Thời gian qua, tập đoàn kinh tế đã trở thành nơi hội tụ của các nhóm lợi ích và những người có quyền chức, gây ra bất ổn cho nền kinh tế và tình trạng tham nhũng bành trướng. Vì thế, cần đặt các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế trong khung pháp lý chung của luật pháp, xóa bỏ việc hành pháp trực tiếp lãnh đạo kinh doanh và thay vào đó là hội đồng quản trị độc lập có nhiệm kỳ do quốc hội hay hội đồng nhân dân bổ nhiệm nhằm tránh biến tập đoàn thành một phần của các nhóm lợi ích. Ngoài ra, cần xóa bỏ các ưu đãi đặc biệt về tín dụng, về thuế, về bảo lãnh nợ vay vân vân cho doanh nghiệp quốc doanh và không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Và điểm thứ năm, ngăn chặn sự xuống cấp của văn hóa và đạo đức xã hội. Văn hóa và đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, kỹ cương phép nước và nhân phẩm của con người đang bị coi thường. Chưa bao giờ cái xấu, cái giả và cái ác biểu hiện ở nhiều dạng, nhiều mặt lại xuất hiện nhiều như bây giờ, các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại chưa kịp nuôi dưỡng và bén rễ thì đã bị những cái xấu, cái giả lấn ác. Cái thói háo danh, hình thức, phô trương, mê tín dị đoan lại càng được dịp lên ngôi. Vì thế, cần quảng bá khuyến khích những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại như tự do, bình đẳng, bác ái, pháp quyền và khôi phục những tinh hoa văn hóa truyền thống để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của xã hội cần nghiêm khắc xử lý cán bộ ở các cấp cao khi có hiện tượng sai phạm đạo đức để làm gương. Đặc biệt quan trọng là việc sử dụng hiệu quả vai trò tích cực của công luận để phê phán và ngăn chặn sự suy thoái của đạo đức và văn hóa. Điều thứ sáu, thực sự làm cho giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nguồn lực lớn nhất của người Việt Nam là con người vì thế chiến lược phát triển cần phải xây dựng theo hướng chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực ngày càng có kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ cao chiến lược phát triển cũng cần phải vì cuộc sống của đại đa số dân chúng nhiều hơn nữa do đó phải có biện pháp hiệu quả nhằm cụ thể hóa các chính sách về giáo dục khoa học và công nghệ đồng thời lãnh đạo phải cho thấy quyết tâm chăm lo sức khỏe của người dân qua các cải cách về y tế cần tránh chính trị hóa học đường thay vào đó cần giáo dục đạo đức khích lệ tinh thần yêu nước trách nhiệm công dân và ý chí phấn đấu của tuổi trẻ điều tối quan trọng là cần đảm bảo tự do học thuật tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo do tầm quan trọng và tình hình ngày càng xuống cấp của giáo dục chúng tôi đề nghị thủ tướng trực tiếp chịu trách nhiệm về giáo dục cụ thể là chỉ đạo nội dung cải cách theo sát việc triển khai các chiến lược, chính sách và chịu trách nhiệm về kết quả của các cải cách lớn. Điều thứ bảy là thực hiện đoàn kết dân tộc. Chấp nhận và dung hòa với những người bất đồng chính kiến nhưng có cùng một mục tiêu phát triển đất nước. Đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm ở Biển Đông, hòa hợp hòa giải dân tộc cũng có nghĩa là cổ vũ cho lòng yêu nước của mọi người dân không phân biệt chính kiến quá khứ, Chúng tôi đặc biệt đề nghị nên có hình thức ghi nhận và biểu dương sự dũng cảm hy sinh của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Và điều thứ 8 là triển khai một đường lối ngoại giao độc lập dựa trên một thể chế dân chủ, chú trọng hơn đến quan hệ chiến lược với khối Asia và Hoa Kỳ, trong khi tiếp tục coi trọng quan hệ hữu nghị và bình đẳng với Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cần được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn bình đẳng nhưng không xem đó là quan hệ đặc biệt, càng không thể coi đó là đồng chí tốt. Việt Nam không thể hợp tác toàn diện với một nước lớn và mạnh hơn mình hàng chục lần và có những quan hệ phức tạp về lịch sử và địa chính trị, nhất là đang thể hiện rõ tham vọng và đã có những hành động bành trướng, xâm hại chủ quyền và an ninh quốc gia của Việt Nam. Về biển Đông, Quốc hội Việt Nam cần phải ra một tuyên cáo đặc biệt về công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, khẳng định đó không phải là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là thiện chí của Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp với Mỹ về an ninh ở vùng biển gần Đài Loan. Tuyên cáo này vừa để làm rõ quan điểm của Việt Nam trước dư luận quốc tế, vừa xóa bỏ những ngờ vực của không ít người Việt Nam ở trong và ngoài nước góp phần tăng thêm tình đoàn quyết dân tộc trước hiểm họa ngoại xâm. Cần đoàn kết với Philippines, Malaysia và Brunei trong việc chống lại tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc. Chúng tôi đề nghị Việt Nam đưa ra đề án với ASEAN đặt tên vùng biển đông nước ta mà Trung Quốc và nhiều nước gọi là biển Nam Trung Hoa là biển Đông Nam Á. Trước bước ngoặt lịch sử của đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam mang một trách nhiệm nặng nề đối với tiền đồ của dân tộc. Chúng tôi mong thấy một cuộc cách mạng mới về thể chế để Việt Nam có thể phát triển thành một nước giàu mạnh và tự chủ. Thưa quý vị, xin tạm dừng bản ý kiến ở tại đây coi như hết phần 1 và mời quý vị đón xem phần 2 của bản ý kiến cải cách toàn diện để phát triển đất nước trên chương trình kế tiếp của TTV với các điểm chính việt nam chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế và trên cục diện chính trị của khu vực và thế giới việt nam nhìn từ thế giới bên ngoài việt nam hiện nay trong các lĩnh vực như kinh tế văn hóa giáo dục y tế khoa học công nghệ quan hệ đối ngoại thực trạng và những nguyên nhân sâu xa